Ngày 25 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và bắt giam đối tượng Phan Thanh Hoàng, sinh năm 2003, ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 10, tại quán cắt tóc gọi đầu Vũ Huyền ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Phan Thanh Hoàng cầm dao xông vào quán cắt tóc gọi đầu này, truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B, sinh năm 2003, ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra Hoàng còn truy sát bạn trai của chị B. Vụ việc khiến chị B tử vong, còn nam thanh niên bị thương nặng. Sau khi gây án xong, hung thủ ngồi lại gần hiện trường đợi lực lượng chức năng bắt giữ. Vì cháu mâu thuẫn tình cảm và bị xúc phạm gia đình ạ. Xúc phạm? Xúc phạm gia đình cụ thể là... Cụ thể là nói cháu là không được bố mẹ dạy bảo và không quan có học cả. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị B. Tuy nhiên khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây chị quen và có tình cảm với anh Dê. Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B, nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau đặc biệt do khoản vay một triệu đồng trước đó chị B và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm nhau. Ngày 24 tháng 10, Hoàng bắt xe từ tuyên quang xuống bắc ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án. Đến tối ngày 24 tháng 10, biết chị B và bạn trai đang ở trong quán cắt tóc, nên Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết thư với nội dung vĩnh biệt người thân đăng lên facebook. Tại cơ quan công an, đối tượng đã lạnh lùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.